Ngày hôm nay thì Duy lại vẫn tiếp tục kể lại những cái câu chuyện cuối cùng trong số rất là nhiều những câu chuyện Duy được kể lại từ một chị gái người Hoa, bắt đầu kể từ tập truyện 333 đó mọi người. Thật ra chị có chia sẻ, cái lúc mà chị muốn kể ra những câu chuyện này là nó nằm ngay trong những cái ngày xảy ra đại dịch Covid-19 luôn. Chính vì như vậy mà đâu có đi làm lụng gì được, cứ ở nhà đếm thời gian trôi thôi. Chị cảm thấy cái lòng của mình nó nặng trĩu dữ lắm luôn. Cứ nhớ hoài à, nhìn lại ba cái tấm hình mình đi nước này nước kia đó, mình nhớ những cái khoảng thời gian mình rong ruổi đi đây đi đó, mình đi chơi, mình đi khám phá những cái nét đẹp của những nước này nước kia, những cái món đồ ăn chị rất là mê luôn. Chị nhớ Singapore nè, nhớ luôn những cái hòn đảo rất là đẹp ở Mã Lai nữa. Và đây, một cái câu chuyện xảy ra ở Singapore. Chị nhớ rất rõ, cái đợt đó chị có một cái cuộc họp rất là quan trọng, nó kéo dài từ ngày 6 cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2016. Bữa hôm đó đó, khi mà chị qua đây chị họp rồi, ngay cái ngày 8 tháng 4 á, thì chị cũng có khoảng thời gian rảnh. Cho nên sáng sớm ngày 8 đó, chị có đi vòng vòng chị uống cà phê, ngay tại một cái khách sạn rất là quen thuộc luôn. Mà đặc biệt khách sạn này không có hiện tượng tâm linh gì hết trơn nha. Uống cà phê sáng sớm xong rồi, cũng còn khoảng thời gian thư thả quá, cho nên là chị quyết định chị đi tàu điện ngầm á, để mà chị đi tới cái viện bảo tàng quốc gia ở Singapore. Vô đó muốn ngắm những cái bức tranh, những cái đồ vật cũ kỹ vậy đó mà. Tuy nhiên khi mà chị tới nơi, do là đi quá sớm, bởi vậy là cái viện bảo tàng này người ta chưa có mở cửa nữa. Sukana ghê, đứng đợi một hồi thì chị có thấy thêm một cái nhóm 4 người khách. Hình như người ta là người Pháp hay sao đó. Chị nghe người ta nói chuyện trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp cho nên chị nghĩ vậy. Rồi, đợi một hồi tới khi mà cái viện bảo tàng này người ta mở cửa ra đó, chị cùng với cái nhóm khách 4 người kia bắt đầu đi vô tham quan. Nhưng mà cái chỗ này chị nói nó cũng hơi âm u, mà được cái nó rộng lắm nha. Chị á thì đâu có quen biết người ta, cho nên mạnh ai nấy đi tham quan, chị không hề đi chung với cái nhóm 4 người kia. Người ta đi coi cái gì thì kệ người ta, nhưng riêng chị á, chị có đi tới cái khu vực mà nó đang trưng bày những cái món đồ cổ. Trong đó thì chị có bị thu hút bởi một cái loa phát nhạc. Cái loa cổ ngày xưa mà cái dạng hình bông bí mà bằng đồng màu vàng vàng đó ha, nhìn rất đẹp, chị rất là mê. Mà cái tánh của chị hồi đó giờ cái gì mà đẹp đẹp mà ấn tượng, chị sẽ móc điện thoại ra chị chụp lại. Chừng nào rảnh á, đăng lên Facebook để mà giữ lại làm kỷ niệm vậy thôi đó mà. Chụp lại 1-2 tấm rồi thôi, cất vô, đi vòng vòng coi cả buổi trời cái bắt đầu đi ra. Khi mà chị đi về rồi cái chị có ghé vô Chinatown nè, về Little India, chơi xong bắt đầu về lại khách sạn nghỉ trưa. Khi mà nằm nghỉ trưa đó thì chị có móc điện thoại ra chị coi lại những tấm hình. Mới đầu những tấm hình hồi đầu tiên ở quán cà phê thì không thấy gì hết, bình thường. Nhưng khi mà lướt tới những cái tấm hình mà chị chụp ngay tại cái máy phát nhạc có bất thường. Là tại viện vậy nè, chị mở tấm hình ra thì chị mới hết hồn luôn. Chị thấy là ở phía sau cái máy phát nhạc hình cái bông bí này á, giống như nó có một cái tấm kiến vậy đó. Thì trên cái tấm kiến đó nó có rõ ràng cái bóng hình của hai người. Hai người này nhìn là mình thấy hai người phụ nữ luôn. Một cái người bự, một cái người thì nhỏ, giống như là hai mẹ con vậy đó. Chị thấy được cái áo thôi nha, một cái áo màu trắng, giống như là cái áo bà ba màu trắng bên Việt Nam của mình vậy đó. Hai người này đều mặc chung vậy luôn. Chị cũng có gửi tấm hình cho Duy và Duy cũng được thấy tấm hình này. Khi mà mình nhìn vô cái tấm hình này á, thì mình thấy đây giống như là cái tấm hình đã được chụp từ rất là lâu rồi. Chắc là trong cái thời chiến tranh năm 1900 hồi đó vậy đó. Mà đặc biệt Duy thấy cái người nhỏ đó không phải là con hay là cái gì đâu. Duy thấy sao mà hai cái người này nó y chang à, chỉ là nó khác kích thước thôi. Tuy nhiên theo như cái suy nghĩ của chị á, chị nhìn vô tấm hình này thì chị nghĩ đó là hai mẹ con, cái người nhỏ hơn là người con gái. Và chị dám chắc 100% nếu như mà ai khi mà xem tấm hình này, người ta nói dùng kỹ xảo hoặc là nói chị nói xạo đó, thì Duy sẵn sàng gửi tấm hình này cho mọi người coi để mọi người kiểm chứng được đây có phải là tấm hình đã qua chỉnh sửa rồi hay chưa. Tại vì chị nói rõ ràng cái thời điểm mà chị chụp đó, chị không hề thấy có hai cái người đó ở phía sau cái loa này, mà xung quanh chị cũng không có ai. Nếu như có ai đi chăng nữa thì cái nhóm khách 4 người đó không có ai mặc đồ giống vậy hết á. Rồi là thấy vậy chị thất thần luôn, không có dám ngủ nữa, mà cứ nằm kiểm tra hộp thư mail của mình, lướt Facebook rồi chơi game tới chiều luôn. Giờ đó cũng đói rồi, thôi tắm rửa bắt đầu đi xuống bắt taxi á, mình xuống khu ăn uống mình đi ăn đi. Khi mà taxi người ta tới rồi, người ta chở chị rời khỏi khách sạn đó, mới vừa quay vòng một cái thôi, chị nhìn qua cái hướng đường lộ bên kia xéo xéo khách sạn của chị thấy sao mà có hai cái bóng người. Nhìn kỹ lại thì y chang cái bóng người mà chụp được ở trong cái điện thoại của mình vậy đó, sao kỳ vậy. Tuy nhiên chị mới có 2-3 giây thôi chị nhìn lại thì bóng hình này mất tiêu rồi. Chị sợ quá, chị ngồi trên xe mà chị chỉ đọc cái bài chú chuẩn đề cho bình an trong tâm hồn thôi đó. Nói chung lúc đó trong lòng của chị cảm thấy hơi bất an rồi, nhưng mà cũng phải đi xuống cái khu ăn uống để mà kiếm gì đó ăn. Ăn uống xong xuôi hết rồi á, thì chị lại muốn quay về khách sạn, nhưng mà không có muốn đi taxi. Chị muốn đi xuống với cái hầm cầu thang á, để mà đi tàu điện ngầm. Tuy nhiên, khi mà chị mới vừa bước xuống cầu thang thôi thì giống như có cái gì đó thôi thúc chị phải nhìn về cái hướng bên tay phải của chị, thì chị thấy rõ ràng hai cái người đó nữa cũng mặc cái bộ đồ đó, là hai người nữ rõ ràng nha, người bự người nhỏ, đứng ngoắc cái tay chị nè, giống như là vẫy tay chào vậy đó. Chị ớn quá trời rồi bước lên trên đường lộ bắt taxi đi về khách sạn. Mà trước đó chị đã mua hai cái xiên thịt nướng chuẩn bị đem về phòng để mà ăn nha, còn cầm trên tay chưa có dám ăn nữa, tại lo niệm Phật không à. Khi mà chị về được tới cổng khách sạn rồi, chị chưa có lên phòng liền đâu, chị đứng ở đó cái tự nhiên chị nhớ lại hồi chiều, cái lúc mà chị nhìn qua phía bên cái đường xéo xéo khách sạn đó, chị thấy hai cái người đứng ở bển đó, thì tự nhiên chị muốn móc hai cây xiên nướng này ra chị cúng cho người ta.
chị đặt xuống dưới đất chị nè, chị mới dái, chị nói thôi đừng có phá tôi nữa, phù hộ tôi thôi chứ tôi cũng từ nước ngoài, tôi không có sống đây đâu, vài bữa nữa tôi cũng về rồi. Cúng kiến xong xuôi chị đợi đúng khoảng 15 phút là chị phải đem hai cái xiên này đi dục, chứ không phải cúng xong để đó nghe. Tại vì cái luật bên Singapore người ta gắt gao về an ninh, về vệ sinh hơn bên Việt Nam mình nhiều lắm, cho nên là phải tự đem đi dục, chứ thôi dơ bẩn á là bị phạt liền. Cúng xong xuôi rồi thì cũng vô phòng vệ sinh cá nhân ngủ như bình thường, quay trở về Việt Nam. Và kể từ những lần sau, rất là nhiều lần chị quay trở lại khách sạn này thì chị cũng không còn thấy người ta. Tuy nhiên cái tấm hình thì chị vẫn còn giữ tới bây giờ chứ không có xóa bỏ nha. Cho tới khoảng 7 tháng sau là tháng 11 năm 2016, chị cũng có một cái chuyến công tác dài ngày bên Singapore nữa, gần khu vực đó luôn. Khi mình đi công tác xong thì chị cũng có muốn tham quan thử một cái ngôi nhà cổ Singapore thử coi sao. Cái ngôi nhà này cũng gần cái đường hầm xuống dưới cái tàu điện ngầm luôn đó. Cái này kiểu như là một cái ngôi nhà cổ điển hình thời ngày xưa của người Singapore ngày xưa vậy đó mà. Thật ra chị cảm thấy ngôi nhà này âm khí quá là nhiều đi, nó nặng nề cực kỳ, nhưng mà đã lỡ mua vé tham quan rồi thì phải tham quan. Bước vô rồi đó nghe, chị cảm thấy cái người của chị nó rất là nặng, mà không khí nó u uất, nó trầm buồn sao đâu á, cũng phải thôi tại vì nhà cổ mà. Sau khi mà tham quan một vòng cả buổi trời rồi thì chị quyết định đi ra khỏi căn nhà này. Lúc mà chị đứng ở cái lan can chuẩn bị bước xuống cầu thang để mà đi ra đó, chị vô tình chị đưa mắt chị thấy ngay chăng một cái bàn uống trà người ta trưng bày ở đó, có mấy cái tách trà gì nè, thì chị thấy rõ ràng một cái người đàn bà đang ngồi xoay lưng lại với chị, mặc cái áo sườn xám màu đỏ, cái bộ đồ sườn xám của người Trung Hoa ngày xưa đó, ngồi ở đó vậy đó, ngồi thu lu luôn. Chị mới sợ quá đi, chị chỉ biết đọc kinh thôi à. Bắt đầu chị đi thêm vài bước nữa là chị thấy người ta đứng dậy, đi từ từ xa dần luôn. Chị càng ngày càng sợ hơn, chị không dám đi nữa mà chị nhắm mắt chị đọc kinh. Đọc hoài thì chị mới thấy là một cái bàn tay, hình như là của cái ông khách nào đó đó. Ổng mới đặt lên cái vai của chị, ổng mới hỏi là excuse me, có nghĩa là ổng hỏi là à xin lỗi cô có bị gì không, ý là vậy đó mà. Chị chỉ biết là sorry thôi, tại vì người ta nghĩ chắc là chị bị trúng gió hay là đang gặp cái gì đó, người ta mới quan tâm vậy thôi hà. Nhưng thiệt ra chị đâu có bị gì, chỉ là sợ ma thôi. Rồi cái chị cũng đi về, đêm đó là ngồi ở trong phòng nha, đọc kinh Địa Tạng nè, rồi chú chuẩn đề đọc quá trời luôn, mà mỗi vị vậy đó thì chị phải lần đủ 7 tràng hạt luôn. Qua tới hôm sau thì hoàn toàn bình thường, và đó chỉ là những cái trải nghiệm nhỏ nhỏ của chị khi mà gặp ở bên Singapore thôi. Cũng trong cái năm 2016 đó, chị có đi du lịch một mình bằng cách là chị mua cái tour trọn gói của công ty Viettravel đó. Đi nhưng mà đi với hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà không có đi với người thân bạn bè nào hết trơn á nha. Lần này thì chị muốn đi tham quan Dubai, một trong những cái tiểu vương quốc thuộc Ả Rập Thống Nhất đó mọi người, một cái đất nước thuộc Hồi giáo. Thật ra thì trước khi mà đi tham quan cái nơi này á, chị cũng nghĩ trong đầu á, Dubai chắc là một cái chỗ rất là giàu, giàu có nhất thế giới luôn đó. Bởi vì cái chỗ này chắc có lẽ là nhộn nhịp, xa hoa, vui vẻ lắm ha. Nhưng khi mà chị tới đây, chị thấy đây là một cái đất nước nó cổ kính mà nó trầm buồn sao đâu á. Mà hầu như mỗi ngày ở trên những cái loa phát thanh á, người ta sẽ phát ra những cái bài kinh đạo hồi, đọc hoài luôn. Mình nghe nó có cảm giác mang mát, nó buồn buồn kiểu gì á, lạ lắm. Cũng do chị mua tour không phải đi tự túc, cho nên những cái lịch trình của chị ăn ở đâu rồi giờ nào phải tuân theo hướng dẫn viên du lịch và cái lịch trình người ta đưa ra. Tuy nhiên chị thì rất là muốn đi ngắm biển, bởi vậy cái khoảng thời gian của cái ngày đầu tiên trước khi mà ăn tối á, chị có nói với người hướng dẫn viên là tôi muốn được đi ra biển, tôi ngắm biển, tôi đi mình ăn thôi, không có đi với đoàn. Chừng nào mà tôi canh tới cái giờ ăn tối á, thì tôi sẽ quay về khách sạn, tôi ăn chung với đoàn mình. Cái anh hướng dẫn viên cũng ok luôn. Và thế là tự chị phải mở Google Maps, chị coi cái đường nào đi ra biển á, chị bắt taxi cho người ta chở chị ra ngoài. Rồi xong sau đó chị về chị ăn tối. Lúc mà bắt taxi chở từ khách sạn này ra ngoài biển á, chị thấy là cái đồng hồ tính tiền trên taxi nó để là AED 35, có nghĩa là 35 đồng dirham theo cái đồng của Ả Rập đó ha, thì chắc tầm khoảng 220.000 tiền Việt Nam mình thời điểm 2016. Ngắm xong hết trơn rồi, chị bắt đầu bắt taxi quay trở về cái khách sạn của mình. Lúc này mới có chuyện lạ. Lúc này cái bạn đi về thì chị lại tiếp tục bắt một cái chiếc taxi khác nữa. Chị đứng ở đó, chị mới nói với anh tài xế á, nói bằng tiếng Anh nghe, nói là tôi muốn về khách sạn này nè. Người ta cũng biết và ảnh cũng gật đầu. Chị mới bước lên cái ghế phía sau chị ngồi. Nhưng rất là lạ, kể từ khi chị vô trong cái taxi này chị ngồi á, chị cảm thấy cái người của chị nó cứ lân lân mà nó cứ đừ đừ, nó buồn ngủ kiểu gì á, nó mệt mỏi lắm. Mà trước đó chị ngắm biển là chị hoàn toàn vui vẻ phấn chấn bình thường. Rồi bắt đầu chị ngửi thấy được một cái mùi nó kỳ lạ lắm. Chị nói giống như là cái mùi thuốc mê vậy đó. Chị nói chết mẹ rồi, không lẽ mình bị chụp thuốc mê hay sao ta, sao mà người mình kỳ cục vậy. Chị bắt đầu niệm Phật, mới có niệm được chút xíu thôi, chị mới thấy cái ông tài xế phía trên á, ổng quay cái đầu xuống ổng nhìn chị, mà ổng cứ đưa cái miệng ổng cười. Ổng cười mà ổng cứ nói ok. Chị càng nghi ngờ hơn nữa, chị nói trời ơi, không lẽ người ta bắt cóc mình lấy nội tạng rồi đi hấp diêm mình hay sao trời. Đất nước lạ, nước lạ cái rồi á, toàn là người Ả Rập không mà biết sao. Chị cũng không biết phải làm gì lúc này, chỉ là phải niệm Phật trong đầu của mình rồi đọc chú chuẩn đề cho cơ thể của mình á được bình ổn trở lại. Tầm khoảng vài phút sau chị hơi bình thường rồi đó nha, chị cảm thấy không còn nhức đầu, không còn đừ đừ nữa, thì chị mới nhìn ra cái kiến ngoài đường á, chị thấy sao mà cái đoạn đường này kỳ vậy, đâu phải cái đoạn đường từ bờ biển đi về khách sạn mình đâu. Cái bắt đầu chị mới nhìn lên cái đồng hồ tính tiền của taxi phía trước á, chị thấy nó nhảy lên cái số là AED 115 rồi, tầm khoảng 716.000 tiền Việt Nam của mình, mà trong khi hồi lúc đi có 200 mấy à, tại sao bây giờ tiền lên gấp 3 lần rồi, vậy thì cái ông này ổng phải chạy sai đường rồi đó. Bởi vì chị mới la ổng, chị nói ủa anh ơi,
cái đường này đâu phải là cái đường về khách sạn của tôi đâu, anh chạy lộn đường rồi. Nói bằng tiếng Anh nha. Cái người đàn ông nói chân hưởng mới quay lại mới hỏi là ủa, cái ông đàn ông hồi nãy đâu, cái người nam kia đâu rồi. Chị hỏi ngược lại, chị nói là ủa anh, cái ông đàn ông nào, người nam nào ở đâu, có mình tên tôi mà. Thì khi đó cái anh tài xế ảnh mới nói chị nghe vậy. Anh nói hồi đầu khi mà cô bước tới cái xe taxi của tôi, cô mở cửa ra tôi thấy rõ ràng cô có đi chung với một cái người đàn ông nữa. Cái ông đó râu ria rậm rạp dữ lắm luôn kìa, đi kế bên cô kè kè luôn. Rồi cái hai người cũng lên băng ghế này ngồi. Đúng thiệt, trước đó cô có kêu tôi chở về khách sạn của cô, nhưng chạy được một đoạn rồi cái cô im ru à, cô nhắm mắt lại. Còn cái người đàn ông đó thì mới kêu tôi chở cô tới một cái khách sạn khác. Hình như là hai người quen nhau hay sao đó, tôi cứ nghĩ vậy. Rồi tôi cứ tưởng là bồ của cô á muốn chở tới chỗ khác thôi à. Tôi cũng chạy tới chỗ đó, nhưng khi mà tới chỗ đó rồi tôi nhìn lại tôi không thấy ổng đâu nữa. Ủa kỳ vậy. Chị vừa sợ mà vừa tức, không biết là cái ông tài xế này có dụ chị hay không. Bắt đầu chị la làng, chị nói không được, chở tôi về khách sạn tôi đi, tôi không chịu đâu. Thì ảnh cũng chở chị đi về. Khi mà về tới đúng khách sạn của chị, cái số tiền nó tăng lên là AED 185 rồi, chắc tầm khoảng 1.1 triệu luôn đó. Thành ra chị đâu có chịu xuống xe, chị mới cãi lộn với ảnh tại chị không có đồng ý mức giá này. Tại vì hồi nãy chị kêu chở về khách sạn này mà, trong khi cái ông tài xế á, ổng lại chở chị đi chỗ khác, đi vòng vòng cái số tiền từ 200 mấy ngàn bây giờ lên 1.1 triệu thì sao mà chị chịu được. Cái anh kia thì ảnh cũng có cái lý của ảnh. Ảnh nói ủa hồi nãy tôi thấy hai người lên rõ ràng mà, cái ông kia kêu tôi chở đi chỗ khác thì số tiền tăng lên là phải rồi. Cứ cự cãi vậy hoài, một hồi bảo vệ khách sạn mới đi ra. Cũng rất là hên luôn, nhờ cái anh bảo vệ đó ảnh đi ra, ảnh mới nói chuyện bằng cái tiếng Ả Rập với lại cái anh tài xế kia. Nói qua nói lại một hồi thì cái ông tài xế đó ổng cũng chịu, nhưng mà cái mặt của ổng hậm hực lắm. Cái anh bảo vệ ảnh mới kể chị nghe vậy nè. Ảnh nói hồi nãy giờ ảnh thương lượng với cái ông tài xế, một là ông cầm 35 đồng dirham ông đi về, còn hai là bên khách sạn của tôi sẽ báo cảnh sát để bắt ông và phạt ông vì cái tội là ông chở khách của tôi đi vòng vòng, rồi bây giờ ông ăn tiền cao ngất ngưỡng vậy là không có được. Trong khi cái đoạn đường từ biển về đây có 35 đồng dirham thôi, bây giờ lên tới 185 đồng rồi, ai mà chịu. Cuối cùng thì cái ông tài xế ổng cũng chịu thôi, hậm hực dữ lắm rồi đi về. Nhân thay vì trả 35 đồng, chị trả luôn cho người ta 50 đồng đi, thôi kệ, cho nó trọn tình trọn nghĩa với ổng. Và cái chuyện lạ ở Dubai của chị nó kết thúc ở đó. Rồi cho tới những cái ngày đầu tháng 4 năm 2018, chị có chơi thân với hai người bạn này, cũng đã kết hôn với nhau rồi. Hai người bạn đó là người gốc Hoa, nhưng mà người ta đang sinh sống ở bên Mã Lai. Lúc đó thì hai người bạn của chị có mời chị qua đó để mà dự cái kỷ niệm ngày cưới. Do là đi ăn lễ tiệc tùng mà, bởi vậy là phải đi trước 1-2 ngày mới kịp. Khi đó thì chị nhớ trước một ngày khi mà diễn ra cái buổi lễ này đó, hai vợ chồng người bạn của chị có muốn rủ chị đi qua một cái nhà của một cái người bạn khác để mà chơi. Cái người bạn đó tên là Ti. Thật ra hồi trước giờ chị cũng đã từng qua nhà của Ti chơi vài lần rồi. Nhà người ta cũng dễ thương mà nói chung dễ chịu lắm, không có hà khắc gì hết á. Mà chị nói muốn qua được tới nhà của người bạn tên Ti á, thì bắt buộc phải đi qua một cái con đèo. Theo như lời của hai người bạn thân của chị kể lại, cái con đèo này là một trong những cái con đèo mà nó tử thần, nó ma quá nhất ở trên cái hòn đảo này luôn. Nói chung nó ghê dữ lắm. Rồi hai người bạn cũng chở chị đi qua tới nhà của bạn Ti này. Tới trước cái cửa của căn hộ này rồi đó ha, chưa vô được nhà thì bạn của chị mới nói chết cha rồi, quên đi mua heo quay với mua ba cái dim sum vậy ăn đó. Thì thôi à, mày cứ ở lại đây đi, rồi vợ chồng tao đi mua đồ ăn, hồi tao quay lại để hồi tao điện người nhà trển xuống đón mày. Tại vì khu này rất là an ninh, cái căn hộ này phải có thẻ từ á mới mở cửa rồi đi vô cái thang máy được. Chị cứ đứng đợi hoài, đợi hoài 5-7 phút luôn, chưa có thấy người bạn của mình từ trên lầu bước xuống thang máy để mà đón mình lên trển. Tại vì phải có cái thẻ của tầng đó mới lên được tới trển. Trong lúc đó thì chị mới thấy một cái ông đàn ông. Cái ông này nhìn cũng râu ria, cũng đen đen á. Nhìn cái mặt của ổng không phải là người Ả Rập, cái mặt của ông này chắc là cái người Ấn Độ đây nè. Nhìn ổng á thì chị ấn tượng cái làn da đen của ổng với lại cái môi của ổng á. Tại vì cái môi của ổng nó khô vậy lắm, nó khô mà nó nứt nẻ giống như là không có uống nước á, cái người mất nước vậy đó. Chị cũng giao tiếp với ổng bằng tiếng Anh. Chị nói là sẵn chú lên cái thang máy này á, chú có thể cho con vô thang máy đi nhờ được không. Ổng gật động đồng ý luôn. Rồi ổng cũng xài cái thẻ của ổng á, ổng bước vô cái thang máy này, ổng đi lên. Ổng mới hỏi với chị á là muốn lên tầng mấy, hỏi bằng tiếng Anh nha. Chị nói là muốn lên tầng 18. Rồi ổng mới bấm cái tầng 18 cho chị. Ổng bấm tiếp tầng thứ 8. Có nghĩa là ổng đi tới tầng 8 là ổng đi ra thôi, còn chị là chỉ lên tới tầng 18 luôn. Đúng thiệt, khi mà thang máy nó chạy tới tầng 8 thôi á thì cái thang máy nó mở ra, ổng bước ra tầng 8. Sau đó thang máy bắt đầu đóng cửa và chạy tiếp lên tầng 18. Mở cửa ra rồi thì chị mới thấy là cái người bạn tên Ti chủ nhà chuẩn bị đi xuống đón chị nè. Mà tại sao chị lại bước ở đây rồi? Cái người bạn nó mới sorry chị, kiểu như là xin lỗi tại vì hồi nãy giờ xuống rước chị trễ đó. Nhưng người ta bất ngờ tại vì ủa, tại sao mày lên được tới đây vậy? Hay vậy? Chị cũng kể lại, chị nói là hồi nãy giờ mới gặp một cái ông đàn ông nhìn như Ấn Độ vậy đó, thì mới nhờ ổng bấm thang máy lên giùm thôi. Nghe vậy thì cái người bạn nó mới thấy kỳ, nó ủa kỳ ta, cái thang máy thì có thể là người ta mở cho đi vô ké được, nhưng mình muốn lên cái tầng nào mình bắt buộc phải có cái thẻ từ của đúng cái số tầng đó thang máy nó mới mở cửa ra được, sao mà ổng bấm được cái tầng 18 hay vậy? Chị cũng không biết luôn. Nhưng cái người bạn này người ta nhớ lại, ủa cái ông đàn ông đó giống người Ấn Độ đúng không? Đúng rồi, mày gặp ma rồi đó. Tại vì cái ông đó, ổng bị tai nạn ngay tại cái đèo gần nhà nữa đây nè. Rồi không biết làm sao, ổng bị tai nạn, ổng đi về nhà đó. Vài bữa sau cái
ổng ra cái ban công nhà của ổng, ổng nhảy xuống là ổng mất mạng luôn ngay tại cái chung cư này. Chị nghe xong là chị xanh giờn mặt mày luôn, chị nói trời ơi lần này lại gặp ma tiếp nữa hả? Nhưng mà hên, cái lần đó vô cái nhà của người bạn này chơi cái trò chơi mahjong, chơi mặt trượt đó, chơi vẫn bình thường vui vẻ, không có sao hết, chắc người ta là ma hiền, không có ám hại gì chị. Cũng trong cái năm 2018 đó, chị lại tiếp tục có một cái cuộc phỏng vấn rất là quan trọng với một công ty du lịch ngay tại cái thành phố Kota Kinabalu này nữa nè. Cho nên là qua bển cũng lại tiếp tục gặp hai cái người bạn thân của mình mà. Qua tới bên đó thì hai người bạn thân này của chị mới sắp xếp cho chị ở tại nhà của người ta luôn cho nó tiện cái việc phỏng vấn của chị. Hai người bạn thân này, anh chồng tên là Charlie, chị vợ tên là Cindy. Vô tới nhà thì vợ chồng cũng sắp xếp cho chị ở một cái căn phòng rất là ấm cúng. Cái nhà này cũng mới mua sau này thôi mà trang trí lại đẹp cực kỳ, nhìn dễ thương dữ lắm. Cái phòng của chị đặc biệt cái gì nè, khi mà chị mở cửa sổ ra chị có thể nhìn thẳng được một cái căn biệt thự. Đó chính là cái căn biệt thự hồi trước của vợ chồng đã từng mua, nhưng mà nó bán lại rồi. Tại vì hồi đó có kinh doanh cái dịch vụ là cho người ta thuê lại ba cái đồ lặn đó, lặn mà có ống thở đó mọi người, nhưng mà kinh doanh thua lỗ cho nên đã quyết định bán cái căn biệt thự đối diện bên kia đường, không có ở nữa mà mua lại căn nhà này. Thiệt ra là hồi đó hai vợ chồng cũng có thể mua cái nhà ở chỗ khác, nhưng thấy cái giá của cái nhà này ở chỗ này thời điểm đó cũng ok, với lại cũng muốn gìn giữ lại cái kỷ niệm cũ với lại cái biệt thự đối diện. Mình nhìn qua mình thấy nhà cũ của mình á thì mình cũng đỡ nhớ đỡ buồn, thôi quyết định mua cái nhà này luôn. Đó lý do là vậy. Cái bữa đầu tiên khi mà chị qua đó cũng đã chiều chiều rồi, cho nên là vợ chồng của chị Cindy có rủ chị là đi qua một cái nhà hàng gần đó để mà ăn với lại người thân của chị. Nhưng mà chị không có muốn đi, tại vì chị muốn ở nhà chuẩn bị thiệt là tốt cho cái buổi phỏng vấn cho ngày mai. Chị mới nói thôi để tôi ở nhà tôi tự nấu ăn cho. Và thế là cái câu chuyện nó bắt đầu từ đây. Sau khi mà hai vợ chồng chị Cindy mới vừa chạy xe ra khỏi nhà, chị mới bước xuống sân á, chị hái vài trái xoài xuống để mà chị ăn. Vừa ăn mà ngồi trong cái phòng của mình á, ngồi kế cửa sổ nè, ngắm qua căn biệt thự đối diện, nhìn sao mà đẹp quá ha. Chị đang đăm chiêu chị nhìn vậy đó, thì chị mới nghe một cái đùng thiệt lớn. Cái tiếng này chính là cái tiếng súng nó phát ra từ căn biệt thự ở bển á, mà trong khi đâu có ai ở bển đâu. Trời ơi, chị chưa biết gì hết thì chị mới thấy là cái cửa đối diện ở bên cái phòng nhà bển á nó mở ra. Chị thấy rõ ràng một cái ông đàn ông cầm cái súng như này mà cái người của ổng máu không à, giống như ổng mới vừa sát hại một người nào đó vậy đó. Ổng cầm, ổng mới chĩa thẳng, ổng đưa lên cái thái dương của ổng á, giống như là ổng chuẩn bị tự sát vậy đó. Trời đất ơi, chị sợ quá trời sợ rồi. Chị chỉ biết nhẹ nhẹ cúi cái người của chị xuống kế bên cửa sổ nè, chị núp xuống trốn chui trốn nhủi dưới cái lòng bàn á. Chị nói cái lúc này là chị rất là sợ, thiếu điều chị muốn chết đi thôi chứ không có muốn sống tại cái khoảnh khắc này. Tại vì chị nghĩ cái chuyện này nó chỉ có trong phim thôi, không thể nào một cái mảnh đất yên bình mà lại có tiếng súng nổ vậy. Ở bển xảy ra cái chuyện gì vậy trời? Chị cứ luồn luồn cúi cúi xuống cái gầm bàn mà thiếu điều không thở nổi được luôn. Mà chị nói thiệt nha, chị ướt cái quần luôn đó, chị sợ tới mức độ như vậy. Rồi dần sao, mặc dầu cái tiếng súng này phát ra từ bên nhà bên kia, nhưng hiện tại mình ở nhà của mình ơn nè, rủi người ta chạy qua đây rồi sao? Bởi vậy trong cái lúc mà thở nhẹ nhẹ đó, im bặt hết trơn luôn rồi, chị mới nhìn lại trong cái phòng của mình thì cái ông đó ổng đang đứng trước mặt của chị vậy nè. Cũng là ổng là cái người máu me không à, cầm cái súng, nhưng mà ổng không có chết nha. Ổng đứng ở đó mà ổng nhìn ổng cười với chị một cái nụ cười rất là quỷ dị luôn, rồi ổng biến mất tiêu trước mắt của chị, là chị không biết gì nữa. Khi chị mở mắt ra chị thấy đang nằm trong bệnh viện rồi. Cái bệnh viện tên là cái bệnh viện Queen Elizabeth á. Khi đó thì chị mới thấy là Cindy đang ngồi đọc sách kế bên cái giường bệnh của chị. Chị hỏi ủa Cindy, hồi nãy giờ tôi bị cái gì vậy? Chị Cindy mới nói là vợ chồng của tôi đi về là khoảng 11 giờ mấy đêm rồi, mà kêu cửa hoài không có thấy bạn trả lời, chắc là tưởng bạn ngủ gục hay gì đó. Mở cửa vô mới thấy là bạn đang nằm ngủ gục ngay tại cái giường kế cửa sổ rồi. Cũng hên là hồi tối đi ra ngoài có mang theo cái chìa khóa dự phòng đó nghe. Vô mới thấy sao mà bà nóng hổi à, hình như bị sốt hay gì đó. Bởi vậy vợ chồng tôi mới đưa lên cấp cứu và nằm trong bệnh viện nè. Giờ đỡ hơn rồi. Ủa gặp cái gì vậy? Lúc này chị cũng cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn rồi, định thần rồi. Và chị cũng chưa có kể lại câu chuyện hồi nãy cho vợ chồng của Cindy nghe. Chị chỉ muốn kêu là thôi bây giờ cho tôi về nhà đi, chứ thiệt ra tôi không có bị gì hết trơn á. Hên, giám đốc bệnh viện cũng là người quen cho nên người ta cũng ok, cho xuất viện liền trong đêm luôn. Khi mà vợ chồng này chở chị về á, chị có muốn ghé một cái tiệm tạp hóa đó để mà mua nhang đèn trái cây về nhà chị cúng ngay trong đêm đó luôn. Khi mà chị mang nhang đèn về rồi, chị mới qua trước cái cửa của cái biệt thự đối diện nhà này nè, chị ngồi đó chị cúng luôn. Mà vợ chồng của chị Cindy thì không có qua nha, đứng trước cửa nhà này nhìn qua cái chỗ chị cúng thôi à. Chị bày đồ ra chị cúng, đang gian giái thì chị thấy một cái ghế bành để sẵn ngay trước cửa của cái biệt thự á, thì cái ông đàn ông hồi chiều máu me không, ổng đang ngồi trên đó. Chị thấy rõ ràng luôn mà, cứ ngồi đung đưa mà cái ngón giỏ cái của ổng á, nó còn đưa lên đưa xuống vậy nè. Một hồi cái ổng đi vô nhà mất tiêu luôn, là chị mới chạy về. Chị về tới nhà thì chị thấy là vợ chồng của Cindy đứng cái đó mà nó trố mắt nó nhìn mình vậy nè, không biết chuyện gì hết. Tại giờ nãy giờ chị có kể đâu mà biết. Vô tới nhà rồi chị mới uống một cái ngụm trà vô, bình tĩnh chị mới kể lại đầu đuôi sự việc cho vợ chồng của Cindy bạn của chị nghe. Nghe xong rồi, hai vợ chồng ai cũng ngơ ngác hết. Cái chị Cindy mới hỏi là ủa, có thiệt không? Có thiệt là hồi chiều bà thấy vậy không vậy? Rồi, cái anh Charlie là cái anh chồng á, ảnh cũng biết hay sao rồi. Ảnh mới cầm cái điếu xì gà, ảnh đi ra ngoài góc xài phía trước nhà đó, ảnh đứng đó ảnh hút một hồi. Ảnh mới vô nhà, ảnh kể cho chị nghe vậy.
Anh mới nói hồi đó đó, cái lúc mà trước khi mua căn biệt thự bên kia đó, cũng có đi mời thầy phong thủy về nhà cho người ta coi. Người ta mới nói là không có nên mua cái nhà đó nha, tại vì cái nhà kế bên đó, có người treo cổ chết, phần nào nó cũng ảnh hưởng, cái nhà đó âm khí nhiều lắm đừng có mua. Nhưng do bất động sản khu vực nào đó hot lắm, giá cũng rẻ, thành ra vợ chồng của mình mới mua căn biệt thự bên đó. Nhưng mua giờ ở được năm mà ở không được, bị phá nhiều quá, mới bán đi mua lại căn nhà bên này đang ở hiện tại nè. Sau khi mà bán xong căn nhà đó rồi, có một cái cặp vợ chồng, ông chồng người Ấn Độ mua lại căn nhà đó. Rồi vợ chồng của tôi mới qua căn nhà mới này ở đây nè, cũng ở đối diện thôi, nhìn cái nhà cũ của mình cho đỡ nhớ. Rồi đỉnh điểm là một cái buổi chiều, tôi cũng đang ngồi tôi làm việc ngay tại cái phòng này luôn nè, ngồi ngay tại cái bàn ngay cửa sổ luôn đó. Đang ngồi đó thì tôi mới nghe cái tiếng cự cãi gì bên cái nhà đối diện, là cái nhà cũ của tôi, căn biệt thự đó. Hai vợ chồng của cái ông Ấn Độ này cãi lộn vụ gì không biết. Khi mà nghe rõ ràng đó thì hình như là cái ông chồng này ổng đi ngoại tình ở ngoài rồi ổng có con luôn. Cho nên là cái bà vợ á, bà mới chửi ổng, bà định tố cáo cái cảnh sát á là cái tội ông ngoại tình. Hình như bên nước ngoài cái tội ngoại tình này có thể tố cáo cảnh sát được nha. Rồi cự cãi lời qua tiếng lại sao ổng biết. Ổng mới xuống nhà, ổng dùng cây súng á, ổng bắn thẳng vào đầu của vợ ổng luôn cái đùng, vợ ổng chết. Mà trong khi á mấy đứa con của ổng còn đang chơi với hồ bơi á, ổng xuống ổng xả hai cái, con ổng chết hết luôn, tới phiên ổng. Cái lúc mà ổng tự chĩa cái súng lên đầu của ổng là ổng đang nằm ngay tại cái ban công ngang với cái phòng bên nhà của mình đây nè, là cái phòng mà hồi chiều á bạn ngồi đó đó. Chính vì cái anh Charlie này ảnh quan sát hết mọi sự việc, ảnh mới báo cáo với police là cảnh sát đó. Trời ơi, cảnh sát người ta tới, người ta cũng an kết hiện trường, cũng lấy lời khai của ảnh, ảnh chứng kiến toàn bộ sự việc luôn. Sau vài ngày thì treo bản bán nhà. Ảnh kể xong á thì ảnh có xin lỗi với chị, ảnh nói thiệt là kể từ cái ngày hôm đó là vợ chồng của tôi không có dám lên căn nhà này luôn, mà trong khi á lại để cho bạn ở trong cái phòng này vậy thôi, vợ chồng tôi xin lỗi nha. Chị nghe xong là chị biết rồi, đúng thiệt, cái vụ án này xảy ra hồi đó sao á, thì ngày hôm nay ổng nhát chị, ổng tái hiện lại cái cảnh trước khi ổng chết y chang vậy luôn. Bao nhiêu tiếng súng hồi đó là bây giờ tái hiện lại vậy. Thôi thì chị mới hỏi với vợ chồng chị Cindy á, Cindy có biết thầy Pháp nào ở gần đây mà hay hay không, dẫn tôi đi tới chỗ đó đi. Một hồi nhớ lại thì cái chị Cindy đó, chị cũng có biết một cái người quen làm thầy Pháp luôn, anh đó tên là Matthew. Chạy tới nhà của ảnh á thì ảnh mới nói với chị, con phước lớn mạng lớn dữ lắm luôn nha. Thiệt ra cũng nhờ ông bà tổ tiên có phước đức để lại đó, thì chiều hôm nay nè, con mới phước lớn mạng lớn, con giữ được cái mạng của con, chứ không thôi đó là nó đã bắt hồn con rồi, nhưng mà nó cũng còn yếu lắm, nó chưa bắt được đâu. Thiệt ra nó cũng muốn chuyển lời với thầy, nó xin lỗi con là tại vì nó đã làm con sợ rồi, nó không muốn làm vậy đâu. Cái lúc hồi tối khi mà con đem đồ cúng con qua trước nhà của nó con cúng đó, nó cũng động lòng, nó thấy con cũng cúng giấy thành tâm quá. Bởi vậy hồi nãy giờ khi mà con chạy tới đây á, nó theo cái xe này, nó muốn gửi cái lời xin lỗi với con, nó không bắt con theo đâu. Cũng chính vì ông thầy thấy người ta tái hiện vậy thôi, chứ người ta cũng không có muốn hại gì cái chị này, cho nên là cái chị Cindy cũng có gửi lì xì. Rồi thôi ba người mới đi về nhà. Về tới nhà xong rồi chị nói không biết sao mà chị thấy tinh thần của chị á nó khỏe khoắn hẳn luôn nha, nhưng vẫn còn sợ, vẫn còn ám ảnh cái cảnh đó. Chị nghĩ trong phim hành động mới có thôi, không thể nào mà trước mặt mình một cái cảnh mà sinh tồn mà sát hại vậy, sợ dữ lắm. Cho nên là kể từ 2018 tới bây giờ luôn là chị cũng không có dám qua bên cái chỗ này nữa, ám ảnh quá mà. Nhưng chị có nói trong tương lai nếu mà có dịp nữa, chị chắc chắn sẽ qua, rồi sẽ chụp lại cái tấm hình của ngôi nhà đó gửi cho mọi người coi. Tiếp theo đây là câu chuyện Duy được kể lại từ một chị gái. Chị gái này là người miền Trung, quê ở Quy Nhơn, Bình Định. Hồi năm 2007, chị có cùng với chồng của chị muốn đổi cái cuộc sống, không có muốn sống ở quê nữa mà muốn vô Sài Gòn để mà lập nghiệp. Bởi vậy là vợ chồng chị có dẫn theo đứa con 3 tuổi vô trong đây nè, mướn trọ ở Bình Tân để mà bắt đầu cuộc sống mới. Chị là giáo viên, còn anh chồng của chị thì buôn bán tự do. Lúc mà mướn căn phòng trọ này đó thì cũng rộng lắm, nó có cái gác. Bởi vậy là chị mới muốn cho cái đứa em gái của chị á, cái chị này sẽ vô ở chung với chị luôn, chị em mình share tiền phòng với nhau cho nó đỡ gì đó mà. Cái đứa em gái của chị á thì có chồng, quê của anh chồng đó ở Vĩnh Long. Rồi hai vợ chồng cũng làm trên Sài Gòn luôn, cho nên là chị em đã quyết định ở chung. Khi mà dọn vô đây ở á, hai chị em của chị cũng có đi coi bói. Mà giống như là người ta biết trước được cái tương lai hay sao đó. Chị nhớ rất là rõ cái người coi bói đó, người ta nói một câu vậy nè. Người ta nói ở trong cái phòng trọ của chị mới thuê đó, cái phòng đó sẽ xuất hiện một cái ông thần mà người ta gọi là thần đen. Thường mà thần đen xuất hiện sẽ xảy ra những cái chuyện xui xẻo, nhưng riêng đối với bản thân của chị mà thấy ông thần đen xuất hiện, chắc chắn cuộc đời của chị sẽ có may mắn. Hai chị em biết rồi để đó vậy thôi hà, chứ tại vì cũng đi làm lo toan cuộc sống đủ điều hết, cuối cùng cũng quên luôn cái chuyện này. Sau khi mà vợ chồng em gái của chị chuyển vô ở chung với nhà của chị được khoảng 6-7 tháng luôn rồi, chị mới nói thôi không ấy, giờ đừng làm công nhân nữa, đi ra mặt đường đó, đẩy cái xe cái bán hột vịt lộn nè, bán bánh lăng đi, tao thấy cũng được đó. Thì cũng quyết định bán luôn, mà bán rất là được nha. Lâu lâu mà chị rảnh, chị cũng có ra chị phụ tiếp tay nữa. Cho tới một ngày, bữa hôm đó là một cái bữa trưa, vợ chồng của chị đi làm không có ở nhà, chỉ có hai vợ chồng người em của chị ở nhà thôi. Lúc đó thì cái anh chồng nằm trên gác, cái người em của chị tên là Xuyến. Chị Xuyến này mới mua một cái ly cà phê định là mang lên gác cho chồng của chị uống. Mới vừa cầm ly cà phê, chưa kịp bước lên cầu thang nữa thì cái chị Xuyến là chị thấy, ủa sao cái nhà của mình bên nay sao mà tối hù vậy? Bình thường cũng có cửa sổ mở toang ra vậy nè, mà tối hù đen thùi lùi giống như màn đêm kéo lại vậy đó. Chị ngước lên chị nhìn thì chị nói trời ơi trời, nguyên một cái ông đàn ông nó bự dữ lắm luôn kìa.
cái chân của ổng nó bự còn hơn là hai cái cục đình nữa, bà đang thụ lùi hả? Cái tay của ổng thòng xuống vậy nè, giống như chị đang đứng ở dưới cái giò của ổng vậy đó. Mà chị Xuyến chỉ nói nghe, mặc dầu không có sợ nhưng mà cũng cố tình nhìn có cái mặt của ổng nó ra làm sao. Chưa kịp nhìn nữa thì ổng tan biến mất tiêu. Cũng nhanh chóng lên gác á, thì thấy cái anh chồng của chị Xuyến á, đang nằm mà ú a ú ớ giống như ngủ bị mớ vậy đó. Lai lai một hồi anh cũng vậy, nói thôi em ơi đừng ở nhà nữa, thôi không ở mà được rồi, ở không được rồi thôi vợ chồng mình dọn đi đi. Chị cũng chưng hửng, chị không biết gì hết. Chị nói ủa bộ ở chung với anh chị hai có chuyện gì không vui hay sao mà anh muốn chuyển đi vậy. Chưa kịp nghe chồng mình trả lời nữa thì chị Xuyến mới thấy là anh đứng lên anh gom quần áo rồi. Vừa gom quần áo mà anh vừa kể chị nghe vậy nè. Anh nói trời ơi, ở đây anh chị hai dễ thương gần chết, đâu có xích mích cái gì đâu em. Mà em cũng đang buôn bán nữa, đâu có chuyện đi là dễ. Nhưng mà em biết sao không? Hồi nãy nằm ngủ đây nè, tự nhiên cái cơ thể của anh nó cứng ngắc à. Anh thấy là nguyên một cái ông đó, ông đang thùi lùi, ông đang đứng trên gác á. Cái mặt của ông hầm hầm dữ quá, anh rất là sợ. Ông nói gì nè, vợ chồng của mày phải dọn đi chỗ khác ở liền, không được ở đây. Trời ơi, anh không biết gì hết trơn luôn. Ông lấy cái bàn tay của ông á, ông nắm cái bè sườn của anh, ông kéo lên vậy nè. Anh nằm trọn lõn trong cái lòng bàn tay của ông luôn. Ông còn đòi thảy anh xuống gác nữa, anh sợ quá, anh nói ủa, cái nhà này của anh chị hai con cho con ở mà. Nhưng ông không chịu, ông nói giờ mày sao? Mày có đi không? Mày không đi tao thảy mày xuống nha. Anh mới gian xin ổng, anh nói thôi thôi, bây giờ ông tha con đi, rồi vợ chồng con đi liền trong bữa nay. Chị Xuyến nghe chồng mình nói vậy là quá trùng hợp rồi, tại vì hồi nãy lúc mà chị bưng ly cà phê lên á, chị cũng thấy ổng nữa. Rồi vợ chồng cũng ráng đợi tới chiều về nói cho vợ chồng của chị nghe. Chị nghe xong thì chị nói trời ơi, không lẽ cái ông thần đen ông về ông nhét hai đứa bay sao ta. Vậy rồi chứ sao nữa. Bởi vậy là vợ chồng chị Xuyến quyết định thôi, tụi em ở đâu tụi em dọn đi chỗ khác quá à. Chị cũng năn nỉ dữ lắm, kêu ở lại đi mà cũng không có dám ở lại nữa. Bởi vậy á, cuối cùng là cái chuyện buôn bán dở dang luôn, đang bán đắt hàng gần chết vậy đó. Vợ chồng chị Xuyến chuyển đi rồi, nhưng mà mọi chuyện nó vẫn chưa có dừng lại ở đó. Kiếm hoài thì cũng đã tìm được một cái phòng trọ nằm ở trên đường Mã Lò, cách cái phòng trọ của vợ chồng chị khoảng có nửa cây số thôi hà. Cái nhà đó nó gồm có một trệt một lửng nha. Ở dưới thì chủ người ta cho thuê nguyên một cái tiệm phở hay sao đó, vợ chồng người Bắc bán phở Bắc. Ở trên lầu thì ngăn ra ba cái phòng nhỏ, vợ chồng của chị Xuyến mướn cái phòng chính giữa, còn hai cái phòng hai đầu phía ngoài với phía trong cùng đó cũng có cặp vợ chồng khác ở luôn, nhưng mà người ta đi làm suốt à, tới tối mới có mặt ở nhà. Lần đó thì chị cũng có qua, chị coi phòng ốc sao thì chị thấy cũng khá là thương, tại vì ở chung với chị thì nó rộng rãi, chứ qua bên đây ở nó ợp ẹp mà cái phòng chỉ có đủ một cái niệm thôi à, nói chung chật chội mà tối tăm dữ lắm, khó thở luôn á. Cái thời điểm mà mới chuyển qua đó thì chị Xuyến em gái của chị cũng chưa có việc làm, tại vì cũng đâu còn buôn bán nữa đâu. Cái anh chồng á thì đi làm tiệm tóc cho người ta 7-8 giờ tối mới về. Nói chung khoảng thời gian đó ban ngày trên cái tầng trên này chỉ có mình ên chị Xuyến ở thôi, vợ chồng kia người ta cũng chưa có về, tại vì tối mù tối mịt người ta mới đi làm về. Ở thì cũng rất bình thường, rất là hiếm khi xuống tầng dưới, tại vì sinh hoạt nấu nướng rồi rửa tay tắm rửa là cũng ở trên lầu không hà. Cho tới một cái bữa trưa, cái bữa hôm đó thì chị Xuyến đang nằm ngủ trưa trong cái phòng của mình thì nghe cái tiếng bước chân lọc cọc bước lên cầu thang. Cái cầu thang bằng gỗ nó cũ lắm, đi một người là đã nghe tiếng rồi, cứ tưởng đâu chồng mình bữa nay về sớm không à, tại vì cặp vợ chồng kia đó người ta không có về giờ này đâu. Chị mới hỏi ủa anh về hả, nhưng không thấy ai trả lời. Cái tiếng bước chân cũng không nghe nữa mà cũng không thấy mở cửa phòng luôn. Rồi chị mới tức mình quá, chị đi ra cầu thang chị nhìn xuống cũng không thấy ai hết. Thôi thì mới quay vô phòng nằm tiếp, nghĩ là chắc mình buồn mình nhớ chồng mình quá mình nghĩ bậy vậy thôi. Nằm được có vài phút mà thì bắt đầu lại nghe cái tiếng bước chân nữa. Người ta cứ đi từ từ nè, rất là chậm. Nhưng mà chị Xuyến cảm nhận được cái tiếng bước chân này gần lên tới cái phòng của mình rồi. Thì cứ tưởng đâu chồng của mình nó giỡn, nó giả bộ đi chậm chậm nó hù mình thôi. Tuy nhiên khi mà đứng dậy, lúa cái đầu ra khỏi cửa phòng, nhìn xuống cầu thang thì thấy rõ ràng cái bóng một cái người đàn bà đi thiệt lẹ từ trên cầu thang đi xuống tầng dưới vậy nè. Lúc đó thì chị Xuyến cứ nghĩ, à đây chắc là cái con vợ của cái thằng bán phở dưới tầng dưới rồi đây nè. Nó muốn lên nó coi thử, nó muốn nói chuyện hay là nó muốn cần mình giúp cái gì đó mà nó ngại không à. Thôi thì đi xuống hỏi thử coi. Khi mà đi xuống hỏi cái anh bán phở ở dưới á, thì anh nói ủa chị, vợ chồng em hồi đó giờ là không bao giờ bước lên trển luôn á, chỉ là đi vòng vòng dưới tầng trệt bán phở thôi hà. Mà vợ của em á, nó cũng đi về quê 2 ngày rồi đâu có ở đây đâu. Chị Xuyến nghe vậy thì cũng ngờ ngợ rồi nghe, chưa có biết thật hư làm sao. Về nhà cũng kể cho anh chồng nghe thì anh chồng nói ừ, chắc là do em nằm em mớ hay là em nhớ anh quá các em nghĩ bậy vậy thôi. Rồi cũng thôi, cho tới vài bữa sau tầm khoảng 3 giờ chiều á, thì chị Xuyến bắt đầu đi vô cái phòng tắm để mà tắm rồi. Tại vì cái nhà tắm đó là ba phòng phải tắm chung với nhau luôn. Nhiều khi á, mình tắm trễ là người ta về bị dồn cục phiền dữ lắm. Mình ở nhà là mình thảnh thơi mình phải tắm trước. Đang tắm vậy đó, thì tự nhiên chị mới nghe cái tiếng gõ cửa ở ngoài cái phòng tắm của mình đó. Trời ơi, chị Xuyến lúc này không có nghĩ ma cỏ gì đâu, cứ nghĩ cái thằng quỷ thằng bán phở á. Nhiều khi á, nó nghĩ mình ở đây mình ên, nó lên nó muốn mở cửa làm gì mình là sao. Bởi vậy cũng nhanh chóng mặc đồ vô cái hỏi ai vậy, ai. Mở cửa ra không thấy ai hết. Ba phòng đều im ỉm luôn, không có ai trong phòng hết. Thằng bán phở cũng bán phở dưới, ai rảnh lên đây chi. Nhưng mà trong lòng của chị á, cũng bực mình dữ lắm. Nghĩ là không lẽ cái thằng này nó lên trời, nó chọc mình hay sao. Bước xuống cầu thang nhìn xuống thì vợ chồng người ta đang có khách ăn phở. Trời ơi, thằng chồng thì lo cắt thịt, vợ lo múc nước lèo, làm hì hục gì nè. Không lẽ ai mà rảnh lên đó gõ cái cửa phòng tắm của chị làm cái gì. Nhưng thôi cũng đi xuống bấm bụng hỏi, ủa hồi nãy bộ em lên em hỏi chị gì hay sao vậy. Thì cái anh bán phở nó quạo, anh nói trời ơi, bà chị ơi,
Ai mướn phòng ở trển á, mới lên trển thôi chứ vợ chồng của em lên trển làm cái gì mà chị hỏi hoài vậy, em quạo nha. Cũng hơi quê trong người bởi vậy chị mới nói thôi thôi chị xin lỗi chị lên nè, không có gì hết á. Nói gì thì nói chứ người ta cũng quạo lắm, cứ tối ngày xuống hỏi hoài ai không bực cho được. Vài bữa sau, cũng trong một cái buổi trưa luôn, khi đó thì cái chị Xuyến đang ngồi ngay tại cái bàn trang điểm của mình để mà cạo lông mặt, chải đầu, chải tóc các kiểu gì nè. Ở trên lầu chỉ có mình ên chị Xuyến thôi. Đang chải đầu nhìn vô gương, quay cái lưng ra hướng cửa thì chị mới thấy là ngoài cửa có hai cái bàn chân. Hết hồn quay lại thì trời ơi là trời, mới thấy là một cái người con gái giống như là người ta đang treo ngược từ trên tường á, người ta thòng cái đầu xuống vậy nè, cái tóc nó dài chạm cái đất luôn. Sợ quá trời sợ mà không có dám la, tại vì nghĩ trong đầu nếu mình la làng vợ chồng của thằng bán phở á, nó nghĩ nó nói là mình á nói ma nó quỷ trong nhà của nó rủi mình bị đuổi đi cái là không biết mướn trọ đâu luôn. Tại cái trọ rất là rẻ, có 400.000 tháng hà, vợ chồng của người bán phở là chủ nhà luôn nha. Chính vì như vậy mà đâu có dám bước ra khỏi cửa phòng, đóng cửa phòng lại rồi đợi chồng của mình về. Về cũng kể lại cho cái anh chồng nghe. Anh chồng thì anh cũng bán tính bán nghi, mới qua bên hai cái phòng kia hỏi những cặp vợ chồng kia đó, người ta nói không có gì hết. Vợ chồng của tôi ở trước vợ chồng của anh mấy tháng luôn mà đâu gặp gì đâu. Nhưng thôi cũng phải đi mua đồ về cúng cho người ta, cúng âm thầm chứ không có cho vợ chồng của người bán phở biết nha, biết là bị đuổi liền. Tại vì cứ nghĩ đâu á, nếu mình nói ra người ta nghĩ mình nói nhà người ta có ma có quỷ nữa là không nên. Với lại chỉ có chị Xuyến thấy thôi chứ đâu có ai khác trên tầng mà thấy ma đâu. Cúng xong rồi thì cứ nghĩ yên ổn thôi, cũng ráng mà ở vậy đó, mà cứ bị nhát hoài luôn. Buổi trưa chỉ có mình ên chị Xuyến ở đây thôi, đâu có dám mở cửa phòng ra đâu. Khi nào mà nấu nướng tắm rửa mới mở ra, khóa cửa phòng lại vậy đó mà vẫn nghe cái tiếng bước chân nha. Chị cũng biết em gái của mình bị nhát mà, nhưng mà cái điều kiện kinh tế khó khăn quá, làm giáo viên thời điểm đó từ dưới quê lên nữa. Mà chị nói khi mà đi dạy 8 tháng đầu nhà nước người ta giữ cái lương của chị, sau 8 tháng người ta mới truy cho chị lãnh lại. Rồi là từ cái tháng thứ 8 đó người ta bắt đầu mới trả từng tháng cho chị. Cho nên là chị không có đủ khả năng để mà giúp đỡ cho em gái của mình. Phải chi mà chị có tiền á, chị cũng đã tìm về một cái phòng trọ khác cho em gái mình rồi. Sau cái lần cúng kiến đó thì hình như chỉ có duy nhất mình ên chị Xuyến này bị nhát hoài thôi. Cứ treo ngược cái người lên mà cứ kêu á, cúng cho tao đi. Lần đầu tiên thì đòi cúng trứng hột vịt lộn, ok cái đó rẻ mà dễ mua. Lần sau đòi cúng con gà luộc, thiệt ra là không có đủ tiền mua nguyên con đó, phải mua có nửa con hà. Cứ cúng hoài vậy đó. Rồi cái bắt đầu đòi cúng bánh mì phá lấu. Mà trong khi đó cái chị Xuyến và cả chị luôn, hai chị em quê Bình Định, vô Sài Gòn đâu có biết bánh mì phá lấu là cái gì đâu. Chị Xuyến mới mượn tiền của chị mua bánh mì đó, không có tiền mua bánh mì luôn. Phải cúng, chứ nếu mà không cúng là cứ nhát. Mà không những chị Xuyến này gặp cái vong hồn của người phụ nữ đó không đâu, sau này cả hai vợ chồng gặp thêm một cái đứa con nít nữa. Là tại vì cái bữa hôm đó chị Xuyến cũng đã bắt đầu xin việc làm rồi, không còn ở nhà nữa. Cái anh chồng bị bệnh, nằm ở trong phòng mới thấy cái cô gái này treo ngược mà nắm tay thêm một cái đứa con nít nữa. Cổ mới nói hai mẹ con của tôi treo cổ chết ở trong cái nhà này đó nha. Nhưng mà cái lư hương cúng kiến của mẹ con tôi đang còn mắc kẹt ở dưới cái cửa đi ra đi vô đó, ở dưới lầu dưới đó, ở phía bên tay trái của cái cửa là cái lư hương, kéo cái lư hương lên giùm mẹ con tôi đi, chứ không có ai thờ cúng hết trơn á. Anh chồng nghe vậy là anh sợ muốn chết, ở trong phòng của mình ơn nè. Thôi thì lần này hai vợ chồng cũng bấm bụng nói cho cái anh chủ quán phở biết luôn. Anh nghe xong cái anh giò đầu bứt tóc nè, anh nói trời ơi cái bà này chết ở trong nhà này thì về báo mộng tôi biết đi. Tại sao cứ nói mấy cái người này chi, nói tôi đây nè, để mà tôi giúp đỡ cho, phù hộ cho tôi. Bởi vậy hả, bán cỡ này đâu có bán được cho ai đâu, ế ẩm gần chết luôn, không có bán được cho ma nào ăn hết trơn á. Mà đúng thiệt, vợ chồng chị Xuyến này ở đây nha, thấy bán từ từ hồi đó còn đông chứ bây giờ hả không ai ăn luôn. Kể lại cho vợ chồng anh bán phở xong rồi thì vợ chồng chị Xuyến cũng dọn về quê, quê của anh chồng chỉ là ở Vĩnh Long, về luôn, không dám ở Sài Gòn nữa, tại vì cứ ở mà gặp toàn cái chuyện ma quái gì đâu không à. Câu chuyện đã xảy ra biết bao nhiêu năm rồi, em của chị cũng đã về quê, chị thì vẫn sống lại ở chỗ đó. Tại vì cái ông thần đen trong nhà của chị á, chỉ nhát vợ chồng em của chị thôi, chứ vợ chồng của chị ở bình thường à, thậm chí còn gặp may mắn nữa, lâu lâu cũng gặp đôi chút. Hiện tại bây giờ cái con đường mã lò này cũng đã sầm uất hơn hồi đó rồi, cái quán phở không còn, mà thay vô đó người ta đã xây nên một cái quán ăn Hàn Quốc, BBQ vậy đó. Sau cái đợt dịch này thì hai chị em có gặp nhau, cũng vô cái quán ăn này rồi ngồi kể những câu chuyện ma quái hồi đó xảy ra trong cái căn nhà mà em chị đã từng ở. Lúc đó thì cái chị Xuyến có nói á, sau khi mà về quê cũng có liên lạc với cái thằng chủ quán phở, hỏi còn sao có nhờ thầy không. Anh chủ quán phở cũng có nhờ thầy luôn, đúng thiệt, đào lên ngay cái góc ở dưới phía bên trái của cửa này đó mấy cái lư hương luôn. Đào xong rồi thì cũng buôn bán không có được, không biết tại sao nữa, rồi kể từ đó là mất liên lạc với cái anh chủ nhà này luôn. Và câu chuyện của chị nó kết thúc ở đây.